Thưa quý vị, đương kim Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh sẽ là đại sứ lễ hội áo dài lần thứ 3 năm 2017. Thông tin này vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Lễ hội áo dài năm nay sẽ được khởi động từ 1 tháng 3 bằng các chương trình đồng hành cùng lễ hội áo dài, thân quen áo dài Việt tại các công sở, cơ quan trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước vinh dự này thì Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có những chia sẻ như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Đây cũng là lần đầu tiên mà Linh làm đại sứ của một chương trình rất là lớn như thế này. Thì bản thân mình cũng rất là hồi hộp. Tà áo dài là một trong những trang phục truyền thống của đất nước mình. Và khi mà nhìn vào tà áo dài thì mình có thể thấy được cái sự duyên dáng cũng như nét thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Linh vẫn còn nhớ là lần đầu tiên mà Linh được mặc áo dài, đấy là hôm khai giảng trường cấp 3. Và cái cảm xúc khi mà lần đầu tiên được mẹ chuẩn bị cho một tà áo dài trắng để mặc đến trường thì lúc đấy cảm thấy rất là vui và cảm thấy mình nữ tính hơn rất là nhiều so với những ngày thường. Phần trình diễn áo dài là một trong những phần thi mà Linh thích nhất, bởi vì trong phần thi đấy thì tất cả mọi người đều toát lên cái vẻ nữ tính của mình và từng bước đi trở nên uyển chuyển hơn và rất là nữ tính và có những cái gì đấy rất riêng của Việt Nam. Linh cũng đã tham gia vào cái phong trào là tôi mặc áo dài một Tết vừa rồi, và khi mà nhìn thấy được cái phong trào đấy được các bạn trẻ hưởng ứng rất là nhiều thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất là vui. Tại lễ hội lần này thì sẽ có một số hoạt động như là cuộc thi trình diễn áo dài này, cuộc thi ảnh duyên dáng áo dài và một số những hoạt động bên lề nhằm có thể tìm hiểu về lịch sử của áo dài qua các thời kỳ. Hy vọng rằng trong tháng 3 này, không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta, thì hình ảnh của tà áo dài sẽ được lan tỏa hơn và truyền tải được cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.